Để bữa nay Tú kể cho mọi người cái quá trình chuẩn bị lễ hậu của Tú cho mọi người xem nha. Trước ngày lễ diễn ra là tầm 15 đến 20 ngày thì các bên đội thi công như là decor nè, nấu ăn nè và bên rạp sẽ tới nhà Tú để bàn bạc cụ thể về vấn đề cũng như là tính toán chi tiết cụ thể hơn. Áo dài thì Tú đặt may sẵn rồi nhưng mà nó cũng không có vừa mấy, nhờ vì bà chỉnh cho Tú nè. Đám hỏi thì Tú chọn áo dài trắng, Tú thích hoa với hộp cườm nên thành ra Tú sẽ tự đính vô thêm. 3 ngày trước đám là rạp sẽ tới nhà Tú để dựng trước, phải hoàn thành sớm nhất để nhường cho bên decor cũng như các bên khác có không gian để làm việc các mọi người. Sang ngày thứ hai thì sân khấu cũng hoàn thành, rạp thì cũng đã hoàn thành gần xong, còn bây giờ thì nhường chỗ cho bên decor gia tiên và cổng của Tú. Coi vậy chứ cũng mất nhiều thời gian lắm á nha. Tú cũng lo là hình cưới về không kịp mà hên quá. Mà hên là bữa nay về kịp rồi nè. Để hôm nay Tú bật mí cho mọi người xem hình cưới của Tú trước luôn nha. Đây là cái tấm hình đầu tiên mà Tú ưng ý nhất nè. Còn đây là tấm hình thứ hai. Và rồi đây là tấm hình thứ ba nè. Mọi người xem ở đây có thấy tấm nào đẹp nhất không? Ngoài ra thì Tú còn có nguyên một cái album photobook như thế này nè. Rồi có những tấm hình lẻ này để trưng vào trong cái bàn. Còn bên trong có những cái hình gì thì bí mật nha. Còn phần ở gia tiên thì Tú có bàn với lại anh decor là sử dụng cái vách gỗ nhà Tú sẵn có luôn, không cần phải che giải. Với thêm nữa là Tú thích hoa sen hồng, phối lấy là màu xanh và màu trắng. Thì trước hôm đó một ngày là bên đội decor sẽ bắt đầu chuẩn bị hoa tươi nè. Sơ chế hoa thôi mà cũng cả buổi trời luôn. Bắt đầu sơ chế hoa từ lúc trưa cho đến bắt đầu 5-6 giờ chiều tối thì mới bắt đầu cắm. Hồi bữa đám nói của Tú mọi người cũng thấy là hoa sen đúng không? Là hoa sen toàn bộ Tú tự làm hết luôn á. Kỳ này đám hỏi Tú sẽ làm nhiều hơn. Rồi dỡ luôn hai cái bên vách ở nhà rồi cái bộ cửa nữa. Nhìn cái nhà mọi người thấy rộng hơn rồi đúng không? Làm Tú nhớ là hồi xưa mỗi lần mà đám tiệc gì là gỡ mấy tấm vách đó ra y chang như vậy đó. Còn bây giờ thì ai cũng nhà tường hết trơn rồi. Nên mấy cái cảnh mà dỡ vách ra như vậy thì mấy bạn nhỏ chắc ít thấy lắm. Ngày mai là chuẩn bị đám rồi nên là ở dưới bếp cũng xôn xao lắm. Trong đó thì có hai con gà nè, mới gì để xuống ai gì nó bị giục dây mất tiêu mọi người. Thế là nhà Tú súng ra chạy dí bắt con gà. Trời đất ơi, người ta gọi là trói gà không chặt là gì nè mọi người ơi. Nó chạy te te một hơi luôn. Con gà nó nói trời ơi tao thoát được một kiếp rồi. Nhưng không, nhà Tú đâu có tha cho nó vậy. Dí nó từ đầu này qua đầu nọ, nó quảng loạn xong rồi nó chạy vô lùm luôn. Ta nói làm đồ ăn cũng gặp kiếp nạn nữa mọi người. Rồi nó chạy xuống cái lùm này nè, anh Lộc với cậu Sáu thì tìm nó hoài mà không thấy. Rồi gì cậu chú gì á súng ra mà kiếm con gà mà không có thấy luôn, nó trốn chua trốn nhủi trong hốc á. Cái ba Tú đi cái hướng ngược lại của con gà là nhìn ở cái mé này nè, là lúc này là ba Tú thấy con gà rồi nhưng mà không có la nha, vô từ từ rồi bắt túm nó ngay liền luôn nè. Trời đất ơi, nó trốn rất là kỹ nha mọi người. Rồi xong rồi đó, bây giờ là hết hên rồi nha gà ơi. Ở trong nhà thì mẹ Tú nè, dì Bảy, rồi cậu Sáu, anh Lộc, có bà ngoại và cậu Năm nữa. Để tối nay chuẩn bị làm một cái mâm cơm ăn trong gia đình. Chạy lên mấy trước là mấy bạn này đang làm hoa chưa xong luôn. Với lại làm hoa sen nó rất là dễ bị đen nên ra mọi người không có làm nhanh được đâu. Còn đây là bông hoa tulip nè. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn. Tú cũng chơm cái bông để vô trong cái bình để ngay cái bàn mà Tú hay làm clip nè. Rồi đi vòng lên nhà trước với Tú nha. Lên xương xương lá nè. Rồi mấy cái hoa bự bự trước. Hoa tươi thì mình sẽ cắm lên sau. Có cái lá tràm bông vàng này trang trí cũng đẹp lắm á nha. Bên đây con sẽ trang trí vào sau lưng của cái cổng á. Nhìn nó sẽ đỡ bị lộ cục mút mà cũng đẹp hơn nữa mọi người. Mọi người nhìn tổng thể nè, bây giờ đang rất là lộn xộn luôn. Hay vậy Tú cũng vô lẫn mấy cánh hoa sen nè. Hai cái bạn mà đang ngồi gần Tú để làm hoa đó là hai bạn bị khiếm thính và không có nói được. Là khi muốn giao tiếp á là mình phải cử chỉ hành động. Nhưng mà qua cái làm việc á, bạn rất là giỏi nè, khéo tay và rất là siêng nữa. Thiệt sự với mọi người là qua 2 ngày làm việc mà Tú cảm thấy là các bạn rất là nhiệt tình, trong cái trạng thái lúc nào cũng tích cực và vui vẻ hết. Một điều mà Tú chưa gặp ở bên decor nào khác. Rồi bữa nay á là tối trước đám một ngày rồi đó, mọi thứ hoa tươi bắt đầu chuẩn bị cắm lên. Tại vì hoa sen á là nó rất là dễ héo mà nó còn nhanh chóng bị đen nữa, nên Tú phải chọn cái dịp đám hỏi để chuẩn bị cái hoa sen này cho nó đẹp. Chứ cái đám cưới á mà trời nắng nóng như này để 2-3 ngày á là hoa không có chịu nổi đâu. Trời ơi, hoa sen hồng nè, đẹp xuất sắc chưa mọi người. Chiều hoàng hôn ở nhà Tú bắt đầu là chuẩn bị lên hoa tươi rồi đó nghe. Tầm này là 6 giờ chiều thì anh Hòa từ Đồng Tháp cũng chạy xuống tới nhà Tú rồi nè. Hoa tươi thì cũng đã lên dần dần đầy cái cổng. Có mấy bạn hỏi Tú là cái đính hôn là cái gì. Đính hôn còn được gọi là đám hỏi ở miền Tây quê Tú, hoặc ăn hỏi cũng giống như vậy luôn á mọi người. Thường thường ở quê Tú nó sẽ có 3 lễ như vậy, là dạm ngõ, là đám nói, rồi tới đám hỏi, rồi mới tới đám cưới. Mà đám cưới bên nhà gái thì gọi là vu quy, còn ở bên đàn trai thì người ta gọi là tân hôn đó mọi người. Mà ở chỗ Tú bây giờ người ta thường chế cái đám hỏi rất là nhiều luôn vì muốn làm cho gọn á mọi người. Còn gia đình nhà Tú thì muốn làm cho đủ lễ giống như ông bà. Còn đây là anh làm decor cho Tú nè, anh Tinh Viễn, còn có tên khác là Tinh Hoàng á mọi người. Vì thích cái cách mộc mạc nên Tú quyết định lấy cái cửa của mình ra để decor luôn. Có mấy bạn hỏi là giống cái cửa nhà Tú quá thì đúng rồi đó, từ cái cửa nhà Tú mà đem ra làm decor luôn. Nhưng mà bây giờ buổi tối là hoa vẫn chưa lên hết nha mọi người, còn hoa cô dâu cầm tay mọi người khen quá trời là đây nè, anh Diễn anh bó cho Tú luôn đó. Tú có nhờ bà Trang bưng mâm nên tối bà tranh thủ chạy qua đây thử đồ. Rồi về dùng tiệc nhỏ nhỏ với gia đình Tú trước luôn nè. Cái cổng này là chưa có xong đâu, sáng còn dặm hoa thêm nữa mà Tú rất là ưng luôn rồi đó mọi người thấy không? Phong cách kiểu mà nó hơi xưa xưa nhưng mà nó phối theo cái cách hiện đại nữa. Cho mọi người xem tổng thể từ ở ngoài mà đi thẳng vô trong nhà Tú nè.
Trong lúc mọi người ca hát vui vẻ thì Tú Lâu làm công chuyện ra rửa tay mà cái giò nước nó bắn lên ướt đồ áo hết trơn luôn. Nó thôi kệ đi, hên đó, anh Thủ ủi áo dài với cái váy để ngày mai chuẩn bị làm lễ nè. Thành nói không có muốn hát lắm đâu, tại vì hát cũng đâu có hay đâu. Cô dì chú bác rủ lên hát quá nên hát chơi vui thôi. Chứ thiệt sự ai rủ tôi không dám lên hát mọi người ơi, hát rất là dở nha. Đó bây giờ là nhạc sập sình là ai cũng chơi hết cỡ luôn. Rồi sáng 4 giờ là Tú Lo dậy make up trước. Trời ơi nghỉ 4 giờ là cũng vừa nha mọi người. Nhưng mà không, 4 giờ rưỡi mới bắt đầu make up mà Tú cảm thấy là không đủ thời gian nữa mọi người. Buổi sáng hôm đó Tú rất là lụp chụp luôn. Thay đồ ra rồi chỉnh tóc tai này kia là cũng gần 7 giờ. Trong khi đó là gần 8 giờ là đàn trai sẽ qua. Mọi thứ diễn ra phải cắt tóc luôn. Tú chỉ có thể chụp hình được cô dâu nè. Mấy cái đoạn phóng sự ngắn ngắn Tú cũng không chụp lẻ được với mọi người lúc sáng sớm. Rồi dàn bưng mâm á không có kịp ra cổng để chụp luôn. Nói chung á là bữa sáng hôm đó Tú rất lụp chụp mà cũng không có nhiều thời gian để quay chụp nhiều luôn với mọi người nữa. Tú rất tiếc cái khoảng thời gian đó luôn. 7:45 rồi thành ra là phải chạy vô trong nhà trốn chú rể thôi chứ đâu có ở ngoài được nữa. Còn đây á là những chị em dễ thương đã bưng mâm cho Tú hôm đó nè. Trời ơi cảm ơn tất cả các chị em của mình rất là nhiều 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 luôn nghe. Lúc mà đàn trai qua điện thoại Tú quay không có được nhiều. Quay được có cảnh chút xíu này thôi à. Mà lúc này Tú cũng đâu có ở ngoài này đâu mà coi. Bây giờ nhìn lại coi cái clip mới thấy được đó mọi người. Ai cũng ăn mặc là chỉnh tề mà còn đẹp nữa. Còn cái mâm quà thì trời đó cô ơi, trang trí hoa dễ thương theo cái tông hồng của Tú thích luôn á. Rồi tất cả các trình tự lễ hỏi á, trình bày như thế nào á thì sẽ thông qua ông trưởng tàu của bên đàn trai và bên đàn gái á mọi người. Buổi lễ hôm nay thì gia đình nhà Tú chỉ mời những người thân trong gia đình nè, rồi hàng xóm cũng như là bạn bè của Tú, cũng giới hạn một số khách mời thôi mọi người. Vì không gian nhà Tú nó cũng không có được rộng á, nhưng mà đám cưới của Tú á thì Tú sẽ mời tất cả mọi người cùng đến chung vui với Tú luôn nghe. Đây là 8 mâm quà mà bên chú rể chuẩn bị cho nhà Tú nè. Trong cái quá trình mà diễn ra buổi lễ á rất là nhanh luôn. Thứ Tú chưa có kịp làm gì hết trơn á là nó đã qua rồi. Và có những vị khách mời mà đến á Tú cũng không kịp nói chuyện nữa. Khi mà qua lễ rồi Tú cảm thấy có rất là nhiều sai sót và thiếu sót trong cái vấn đề này luôn. Gia đình nhà Tú quá hồi nào giờ ít làm tiệc lắm, thành ra những cái kinh nghiệm mà lễ làm tiệc á, rồi tiếp đón khách ra như thế nào á còn nhiều thiếu sót và thiếu kinh nghiệm lắm. Qua cái clip này á thì Tú cũng thành thật xin lỗi các vị quan khách hôm đó đến dự mà có gì không có hài lòng á, mong là mọi người thông cảm cho gia đình của Tú nha. Ngoài ra thì Tú rất biết ơn ông bà nè, nội ngoại hai bên và cô dì chú bác đã hỗ trợ cho Tú. Tú cũng gửi lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị em đã hỗ trợ phụ giúp để buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Tú và gia đình cảm ơn cô dì chú bác hàng xóm láng giềng cũng như các anh chị em bạn bè của Tú đã đến tham dự cái buổi lễ không ngại đường xá xa xôi nè. Dạ, và cuối cùng thì Tú cũng cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc đến Tú và chú rể rất là nhiều luôn nghe.